Đối với hầu hết cá nhân, việc thuê luật sư đại diện cho họ trước tòa luôn là một khoản đầu tư tốn kém. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu có một luật sư là robot được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo AI và có thể đại diện cho bất kỳ ai? Điều này nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng lại sắp xảy ra tại Mỹ vào tháng tới. Theo tạp chí New Scientist, trong phiên tòa được tổ chức tại Mỹ vào tháng 2 năm 2023, tới một robot luật sư dùng AI do công ty Do Not Pay phát triển sẽ bào chữa cho bị cáo. AI chạy trên điện thoại thông minh sẽ lắng nghe thủ tục tố tụng tại tòa trong thời gian thực trước khi hướng dẫn bị cáo phải nói gì qua tai nghe. AI sẽ tập trung phân tích các tranh luận trong phòng xử án thay vì phản hồi toàn bộ tuyên bố được đưa ra tại tòa. Công ty Do Not Pay vẫn giữ im lặng về địa điểm diễn ra phiên tòa cũng như danh tính của bị cáo. The New York Post đưa tin bị cáo trên phải ra tòa với cáo buộc vi phạm luật giao thông. Do Not Pay tuyên bố sẽ trả tiền phạt giao thông nếu bị cáo thuộc kiện